Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi thăm một ngôi chùa ở quận Cam. Đây là chùa Bảo Quang. Chùa này cũng khá là lớn và đẹp. Bây giờ mình sẽ đi một vòng nhé. Đây là cái phía mà quay ra ngoài đường của ngôi chùa. Còn cái phía mà chánh điện thì chắc chắn là không phải chỗ này. Chùa Bảo Quang là chùa của thầy Thích Quảng Thanh, mình xin lỗi, thầy đã mất rồi cách đây khoảng hơn 2 năm. Ngôi chùa này thì nằm ở thành phố Santa Ana. Hôm nay thì vắng vẻ thôi, tại vì ngày thường và cũng không có phải là thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày mồng 1 ngày rằm các bạn nhé. Ngày mồng 1 ngày rằm thì chắc chắn là đó. Đây mình sẽ đi quay. Chung quanh ngôi chùa rất là đẹp. Sử sáng lập chùa Bảo Quang. Chùa Bảo Quang được sáng lập ngày 14 tháng 3 năm 1989 do Thượng tọa Thích Quảng Thanh và Phật tử xây dựng nền tảng ban đầu tại thành phố Fountain Valley. Năm 1990, vì nhu cầu phát triển Phật Pháp, chùa dời về địa chỉ 11561 Magnolia, thành phố Garden Grove. Sau 12 năm ở đây, xây dựng một cơ sở và giúp cho đồng bào Phật tử tu học. Xét thấy chùa Bảo Quang cần xây dựng một trung tâm tu học rộng lớn, có đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu phát triển tín ngưỡng. Sau nhiều năm tìm kiếm địa điểm để xây dựng chùa Bảo Quang cho đúng tiêu chuẩn luật pháp của Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2002, Thượng tọa Thích Quảng Thanh và quý Phật tử quyết định mua lại ngôi nhà thờ với diện tích 2 mẫu 2, tọa lạc tại 713 North New Hope Street, thành phố Santa Ana, California 92703, để xây dựng chùa Bảo Quang. Chùa Bảo Quang xây dựng tại địa điểm này là do sự hỗ trợ của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử xa gần đóng góp tịnh tài và công sức, thành thật tri ân và tán dương công đức của quý đồng bào Phật tử đã và đang sẽ cống hiến vì tiền đồ đạo pháp. Santa Ana, ngày 27 tháng 11 năm 2004, viện chủ Thượng tọa Thích Quảng Thanh. Kiến trúc cũng lớn và đẹp mà các bạn ha. Đây có một bức tượng Phật ở đây. Tượng Phật bằng đồng. Những con sư tử hai bên và cái lư hương. Đây là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bồ Tát Thích Quảng Đức, huyến danh Lâm Văn Túc, sinh 1897 tại làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi nổi tiếng nhiều gió nên gọi là xứ Tục Phong.
Song thân của ngài là cụ ông Lâm Hữu Ứng và cụ bà Nguyễn Thị Nương. Năm lên 7 tuổi, ngài được Hòa Thượng Thích Hoằng Thâm là cậu ruột nhận làm con nuôi, đổi tên họ là Nguyễn Văn Khiết. Năm 15 tuổi thọ Sa Di, 20 tuổi thọ Tỳ Kheo và Bồ Tát Giới, pháp danh Thị Thủy. Mình có thể nói sai ha, tại vì có nhiều cái dấu nó không có được rõ. Pháp tự hành pháp hiệu Thích Quảng Đức. Sau khi thọ giới, ngài nhập tất 3 năm rồi lập chùa Thiên Lộc, Ninh Hòa, tu hành Đầu Đà, trì bát hóa đạo 2 năm rồi lại về nhập thất tại chùa Thiên Ân. Năm 1932, An Nam Phật Học Hội ra đời, ngài được mời làm chứng minh đạo sư chi hội Phật học Ninh Hòa, kim kiểm tăng tỉnh Khánh Hòa. Đến năm 1953, ngài làm trưởng ban nghi lễ giáo hội Tăng già Việt Nam. Trên đường tu hóa từ trung tâm vào Nam, rồi sang Nam Vang học tiếng Pali, ngài đã xây dựng và trùng tu 31 ngôi chùa, và chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận Sài Gòn là nơi cuối cùng của ngài trú trì. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, 20 tháng 4 năm Nhuận Quý Mão, ngài đã tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo. Ngọn lửa linh thiêng đã bùng lên giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Thôi, mình sẽ đọc đến đây nha. Ok, tiếp tục mình đi. Vậy. Đây là tượng Phật nằm. Cảnh đây đẹp, chùa đẹp. Cây cảnh này cũng đẹp đây. Cây rất là lớn, gốc cây lớn nha chà. Phía sau cũng có tượng Phật nữa. Phía trước mình quay ha. Đây là bức tượng Phật. Rất là nhiều tượng Phật ha. Và cây cối. Kiến trúc này khá là đẹp. Đây là một bức tượng nữa. Đẹp chưa? Rộng quá các bạn. Rộng quá. Nhiều cái tòa nhà trong một cái khuôn viên. Mình đi chậm chậm để các bạn coi. Đây cái kiến trúc nữa. Các bạn nào về Phật giáo thì biết ha. Mình thì không có biết nên không dám nói gì cả. Nhưng mình rất thích những cái kiến trúc như vậy. Đây, đây có lẽ là phải là chánh điện nè các bạn, quá đẹp, quá đẹp các bạn ha.
tượng này mình nghĩ là tượng của Đức Quán Thế Âm. Mình sai thì sửa mình nha. Đến đây thấy lòng nó thanh tịnh nè. Cái chỗ đậu xe cũng khá hay đi chậm chậm. Mấy anh đang làm việc cho chùa. Qua một cái hướng khác. Sau của cái bức tượng Phật nằm à, chỗ này cũng có những cái đẹp mình chưa quay. Hiện giờ mình đang ở trong chánh điện nha các bạn. Thank you.
trình tượng rất là đẹp ha. Trên bức tường, trên cái trần chứ mình nói luôn, trần nhà, trần chùa, trần chánh điện.